chị bảo. Ngày 11 thì em cũng có đi bán rau, à tôi có đi bán rau nhưng mà đi ra ngoài đấy bán thì cái bác lực lượng phường tổ khu dân phố ở Cơm Sạch Bà Liên đấy, bác ấy nhắc bảo là đứng lên vỉa hè, thì tôi cũng có đứng lên vỉa hè chấp hành theo như mọi người dặn. Thì tôi cũng đứng lên vỉa hè tôi bán. Xong đến ngày 14 tôi ra bán một lần nữa. Xong đến ngày 16 tôi ra bán thì là bị lực lượng công an bắt xe về trụ sở. Tôi đi bộ về tôi xin xe nhưng mà lực lượng công an bảo là không giải quyết, để một tuần sau giải quyết. Thế là tôi bảo như vậy thì hàng hóa thối hỏng hết thì thôi cháu cho các chú cho chẳng lấy nữa, cháu đi về cháu đón trâu bò còn con cái. Tôi bảo như vậy thì tôi đi về. Tôi xin để giải quyết để nộp phạt nhưng mà lực lượng chức năng bảo không được phạt, không nộp phạt bây giờ một tuần nữa mới giải quyết. Đấy, thì hôm 18 thì tôi ra bán thì các cô mua rau đấy các cô bảo là con ạ thôi đi về đi, không có bán nữa, thì bảo vâng thế hôm nay họ làm gắt lắm thì tôi cũng đi về. Nhưng mà đang đi về đến chỗ nhà chị Tươi quán bia đấy thì là bị đến đấy thì hỏng xe chết máy. Thế là tôi đứng ở đấy tôi không làm gì được nữa, nổ cũng không nổ được, đạp cũng không đè cũng không nổ, đạp cũng không nổ. Thế là bị lực lượng đến đấy là cô Hiền không cho giải thích, là cứ thế là còng là bắt tôi lên xe, ép tôi lên xe, tôi xin cũng không được.